Rồi, tuyệt vời, cảm ơn cả nhà mình ạ. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ đi qua ngày thực hành tiếp theo ha. Và đây cũng chính là cái thói quen mà mình cần phải rèn luyện từ đây cho tới hết cuộc đời của mình. Tại vì sao ạ? Tại vì nếu như mà mình chỉ thực hành 28 ngày ấy, thì anh chị thấy là có nhiều phép màu, mình có được cái sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc trong xuyên suốt 28 ngày. Nhưng nếu như mà mình dừng lại thì phép màu cũng dừng luôn. Y chang như cái kiểu đó là mình gieo trồng một cái cây ấy, thì hàng ngày mình còn tưới nước, cây nó còn tươi tốt. Nhưng mà khi mà mình dừng tưới thì sao ạ? Có thể là trong một ngày, 2 ngày đầu ấy, mình chẳng thấy có vấn đề gì đâu. Nhưng mà cái cây nó thiếu nước dần dần ấy, thì nó sẽ héo dần dần, đúng không ạ? Yes. Mấy hôm đầu có thể là mình chưa nhận ra đâu, nhưng mà khoảng 1 tuần, 2 tuần ấy, là mình thấy bắt đầu có dấu hiệu rồi, đúng không ạ? Yes. Là bắt đầu héo dần và cây cũng không phát triển được nữa. Và cũng giống như vậy thôi ạ. À. Trong cuộc sống của mình ấy, có thể là trong 28 ngày mình thực hành ấy, thì mình thấy rằng là ôi, cuộc sống của mình ấy nó vui vẻ, nó hạnh phúc, gia đình hòa thuận, công việc của mình thuận lợi, tiền về ồ ạt, rồi là có quý nhân phù trợ. Và rồi mình ỷ y lại, mình nghĩ rằng là ngon rồi, và mình không cần phải rèn luyện thói quen lòng biết ơn nữa đâu. Mình chỉ cần bỏ 1 tuần thì cũng chưa thấy gì rõ trong cuộc sống của mình đâu anh chị. Là cuộc sống vẫn còn ổn ổn, nhưng mà chỉ tầm 2 3 tuần thôi là thấy cuộc sống nó lạ liền đó anh chị ạ. Yes. Mình thấy là bên trong mình bắt đầu có cái gì đó nó không hài lòng, nó không có được vui, sức khỏe cũng không có được tốt lắm. Mối quan hệ thì sao ạ? Thì bắt đầu có lời qua tiếng lại rồi. Thì lúc đó là cái lúc mà nó đã hiển lộ ra thành kết quả ra bên ngoài dần dần rồi đấy ạ, để cho mình nhìn thấy đó anh chị, để cho mình nhìn thấy rõ hơn đó. Và nếu như mà mình không đủ tỉnh để nhìn ra và chuyển hóa, thì bên trong mình mà không có cảm xúc biết ơn ý, không tích cực ý, thì mình sẽ lại thu hút những cái điều nó không tích cực đến với cuộc đời của mình nha anh chị nha. Ok chị ạ. Nên thành ra là chúng ta phải rèn luyện những cái thói quen lòng biết ơn này từ đây cho đến hết cuộc đời của mình luôn nha. Biến nó trở thành cái lối sống của mình luôn á. Khi mà cái thói quen thực hành lòng biết ơn này này mà trở thành cái lối sống rồi ý, thì lúc đó yên tâm, mọi thứ sẽ diễn ra một cách êm xuôi. Hay lắm anh chị. Anh chị hãy nhớ rằng là cái món quà quý giá nhất mà anh chị có thể dành cho con cái của mình, đó chính là cách sống, cái trí tuệ của mình. Chứ còn nếu như mình cho con mình tiền bạc không thôi ý, thì vẫn chưa đủ đâu anh chị ạ. Cho tiền cho bạc mà không cho cách sống và trí tuệ ý, thì em nói với anh chị rằng là con mình ý, không biết gì hết trơn ý. Thì sau này ra đời cuộc sống, cha mẹ đâu có thể là theo con mình mãi được đúng không ạ? Nên thành ra là mình phải rèn luyện cho con cái của mình đầu tiên là cái cách sống, tiếp theo đó là cái trí tuệ để con có thể tự tạo ra thành cái sự thành công giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc cho mình anh chị nhé. Chứ chỉ đưa tiền đưa bạc mà không dạy con kỹ năng sống ấy là con mình nó hư à, vì không biết cái gì hết trơn mà. Bố mẹ không dạy thì ra đường đời xã hội nó dạy. Yes. Nó chơi với ai nó học cái đó mà. Giống như cái việc là thực hành lòng biết ơn này cũng vậy ấy. Mình dạy lại cho con của mình học được cái gì hay ấy, thì mình chia sẻ lại với con của mình. Và tất nhiên ấy, là cái lúc đầu mới chia sẻ thì con của mình nó chưa nghe đâu, là bởi vì mình còn chưa làm ấy, thì sao con mình nó làm được anh chị? Mình còn chưa làm mà thì sao con mình nó làm được? Mình phải là cái người làm gương trước nha anh chị. Yes. Khi một cái hình ảnh nào đó được lặp đi lặp lại nhiều lần và con nó thấy là ủa, sao ngày nào mẹ cũng ngồi mẹ ghi cái gì đó, và anh chị phân tích là tại sao lại phải ghi cái này, hướng dẫn cho con của mình sẽ cùng thực hành chung với mình luôn. Hay lắm. Chỉ cần là anh chị rèn luyện cho con 28 thói quen trong cuốn sách lòng biết ơn thôi ý, thì Hiền nói với anh chị rằng là con của các anh chị ý, nó khỏe mạnh, nó vui vẻ, nó hạnh phúc, nó thông minh, nó trí tuệ, đi đâu cũng có những cái quý nhân yêu thương giúp đỡ hỗ trợ. Nếu như mà anh chị muốn con cái của mình ý, có tính kỷ luật, thì chính anh chị phải là người có cái tính kỷ luật. Yes. Mình mong muốn con của mình có những cái phẩm chất gì thì chính bản thân mình phải là cái người mà có cái phẩm chất đó, chứ không phải là mình không có nhưng mà mình lại muốn con mình phải có cơ. Sao mà được ạ? À? Mình dạy con mình mà anh chị, mà giờ mình không có thì sao mình cho con được ạ? À? Mình chỉ có thể cho cái thứ mà mình có thôi anh chị nhá. Mọi thứ đến từ mình hết. Rồi sao ạ? Vì anh chị biết rằng là con của mình ý, chính là cái sự tiếp nối của mình, nên là trong con của anh chị có chứa tế bào của mình.
nên chỉ cần tế bào của anh chị thay đổi thôi là tự động tế bào bên trong con của anh chị cũng tự động thay đổi luôn. Và chính bản thân mình ý, là cái sự tiếp nối từ bố mẹ của mình, nên là mình cũng không có khác gì bố mẹ của mình hết trơn ý. Nên thành ra là anh chị mong muốn bố mẹ của mình thay đổi một cái điều gì đó thì mọi thứ bắt đầu từ mình, tại vì bên trong của mình có chứa tế bào của bố mẹ của mình mà. Nên là muốn bố mẹ thay đổi thì mình chỉ cần tập trung vào bên trong của chính mình, thay đổi chính mình thôi. Đơn giản không ạ? Khi mà tế bào bên trong của mình thay đổi thì tế bào bên trong bố mẹ mình cũng tự thay đổi luôn, tự động được sắp xếp theo một cái trật tự linh thiêng. Nhé. Anh chị muốn là con của mình vui vẻ và hạnh phúc, tích cực thì mọi thứ nó đến từ chính anh chị hết luôn á. Dạ chính xác ạ. Nên cái cách để thay đổi mọi người xung quanh ý, dễ nhất đó là mình thay đổi chính mình. Ok không ạ? Yes. Bao nhiêu trong số anh chị đã rõ cái phần này thì comment tô giúp Hiền ạ. Đơn giản mà. Chứ đừng có than phiền gì hết trơn ý. Đừng than là con của tôi thế này, con của tôi thế nọ, bố mẹ tôi thế này, bố mẹ tôi thế kia, chồng tôi thế lọ, chồng tôi thế trai. Thôi nhá, bỏ nhá. Mọi thứ nó bắt nguồn từ mình hết, nên là thay vì là mình ngồi mình than phiền ấy thì mình cần phải biết ơn. Vì khi mình nhìn thấy những cái người xung quanh ấy thì mình thấy được cái sự phản chiếu của chính con người của mình. Và để mình biết là mình cần phải điều chỉnh cái chỗ nào, mình cần phải hoàn thiện hơn ở cái chỗ nào. Khi mà mình thay đổi chính bản thân mình ấy, khi thế giới bên trong thay đổi thì thế giới bên ngoài được thay đổi. Ok không ạ? Thay vì như hồi xưa ấy là mình bức ép người khác phải thay đổi cái này, cái kia, cái lọ và họ không vui, và cuối cùng là họ cũng không thay đổi và mình cũng không có vui luôn. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ khi mình nhìn thấy người khác có điều gì đó ấy, thì các anh chị phải biết rằng là nó đang phản chiếu chính con người bên trong của mình. Nên là khi thấy người khác ấy thì việc của mình là chỉ cần thay đổi chính bản thân của mình thôi anh chị. Yes. Khi bản thân mình thay đổi thì những người xung quanh họ cũng sẽ bắt đầu thay đổi theo. Hay lắm anh chị. Chỉ cần hiểu cái điều này thôi thì cuộc sống của anh chị nó nhẹ nhàng lắm. Khi mà Hiền hiểu được cái điều này thì cuộc sống của Hiền nó cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Chứ không như ngày xưa. Ngày xưa là cái mỏ cũng nhọn lắm, cái mỏ cũng hỗn lắm. Và ở đây tác giả có chia sẻ này anh chị. Trong đây tác giả có chia sẻ này. Tác giả có chia sẻ rằng là khi mà có sự tập trung hội tụ trong lời nói, nó sẽ khai mở được cái năng lượng kỳ diệu. Yes. Năng lượng sẽ chảy đến nơi có sự tập trung anh chị ạ. Mà năng lượng nó lại bằng với ngân lượng anh chị ạ. Yes. Hay không ạ? Nên là khi mà anh chị tập trung toàn bộ thân tâm trí của mình ý, vào một cái việc gì đó nha, thì trí tuệ sẽ được sinh ra. Vậy thì cái cách mà chúng ta sẽ thực hành ngày hôm nay đó là để nhìn thấy và trải nghiệm được cái nhiệm màu nhất trong cuộc đời của mình ý, thì hãy biết ơn cái ngày hôm đó trước khi nó xảy ra luôn. Ok không ạ? Ví dụ này, ví dụ như hàng ngày mình có lên một cái kế hoạch ngày đó, mà thay vì như trước đây ý, mình lên kế hoạch theo cái kiểu tương lai. Chẳng hạn như là ngày hôm nay tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia. Tôi sẽ làm có nghĩa là tôi chưa có làm. Tôi sẽ mà. Tôi sẽ làm có nghĩa là tôi chưa có làm. Tương lai mà anh chị. Và nếu như tôi sẽ làm có nghĩa là bên trong chưa có. Và thông qua luật hấp dẫn, nếu như bên trong chưa có thì bên ngoài nó cũng không có luôn anh chị ạ. Ok không ạ? Mà thường thì tôi sẽ làm là mình thường hay suy nghĩ về những cái vấn đề, những cái khó khăn. Và khi mà suy nghĩ như vậy thì nó sẽ làm cho mình tốn nhiều thời gian công sức hơn và thu hút những cái điều nó không thuận lợi hơn đến với mình. Ok không anh chị? Vậy thì bây giờ mình làm như thế nào để một ngày của mình ấy được vũ trụ hậu thuẫn và ưu ái cho mình đây ạ? Làm như thế nào anh chị? Khi mà mình sống thuận theo những quy luật của vũ trụ ấy thì vũ trụ sẽ hậu thuẫn anh chị. Khi mà anh chị tôn trọng những thứ mà vũ trụ tôn trọng thì mình sẽ được vũ trụ hậu thuẫn. Yes. Khi mà anh chị tôn trọng những thứ mà vũ trụ tôn trọng ấy thì mình sẽ được vũ trụ ưu ái và hậu thuẫn. Và khi mà vũ trụ hậu thuẫn cho mình trong một ngày ấy, thì nói với anh chị là y chang như là anh chị đi tới đâu ấy thì đã được trải thảm đỏ tới đó rồi. Mọi thứ sẽ thuận lợi và đến nơi nhanh chóng anh chị ạ.
Vậy thì thuận theo những quy luật của vũ trụ là sao ạ? Quy luật của vũ trụ có một cái quy luật, đó là quy luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn bảo rằng là cái gì mà có bên trong thì có bên ngoài. Mọi sự vật sự việc được diễn ra hai lần. Mọi sự vật sự việc đều được diễn ra hai lần. Lần thứ nhất là ở bên trong đầu của mình, và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. Và quy luật tập trung tức là cái gì mà anh chị tập trung thì cái đó mở rộng ha. Nên là việc của mình ấy là sống thuận theo quy luật, có nghĩa là hàng ngày anh chị phải biết được rằng là cái kết quả mà anh chị mong muốn là cái gì, và bên trong của mình phải có trước bằng cách là anh chị hình dung tưởng tượng và sống như thể là một ngày nó đã xảy ra rồi. Yes. Mọi chuyện nó đã xảy ra tốt đẹp như thế nào, kết quả tuyệt vời ra làm sao. Cái này là đang thuận theo quy luật hấp dẫn đó anh chị. Cái gì có bên trong thì có bên ngoài, thì nó phải có ở bên trong trước. Thay vì như hồi xưa ấy là tôi sẽ có, thì bây giờ đổi lại là tôi đã có rồi để làm gì ạ? Làm gì anh chị? Thay vì như hồi xưa ấy là mình bắt ép người khác phải thay đổi cái này, cái kia, cái lọ, và họ không có vui, và cuối cùng là họ cũng không thay đổi và mình cũng không có vui luôn. Thì bây giờ khi mình nhìn thấy người khác có cái điều gì đó ấy, thì các anh chị phải biết rằng là nó phản chiếu chính con người bên trong của mình. Nên khi thấy người khác thì cái việc của mình là mình chỉ cần thay đổi chính bản thân của mình thôi. Quay về bên trong mình, thay đổi chính bản thân của mình. Khi bản thân mình thay đổi thì những người xung quanh ấy họ cũng sẽ bắt đầu thay đổi theo. Chỉ cần hiểu cái điều này thôi anh chị thì cuộc sống của anh chị nó nhẹ nhàng lắm. Được không anh chị? Lên kế hoạch ngày anh chị. Khi mình sống đúng theo luật quy luật vũ trụ ấy, 6 quy luật vũ trụ. Anh chị nắm hết 6 quy luật chưa ạ? Yes. 6 quy luật của vũ trụ anh chị phải nắm rõ nhé, để mình ứng dụng. Vậy thì để bên trong của mình nó phải đủ đầy trước ấy, và mình gửi lời biết ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì ngày hôm nay tôi đã hoàn thành gọi điện nói chuyện với 10 khách hàng chẳng hạn, giúp đỡ họ thay đổi cuộc sống. Ví dụ như vậy. Ví dụ hay là ví dụ như này. Kế hoạch và cái kế hoạch ngày của mình ý, như thế nào thì mình sẽ viết theo cấu trúc cái sự việc nó đã xảy ra rồi nhé. Buổi tối chúng ta hay làm cái quy trình đặt hàng vũ trụ đó anh chị. Thì chúng ta hay viết cái kế hoạch ngày của mình á. Giống như y chang như cái việc mà Hiền cùng với anh chị ngồi ở đây này. Không phải là 6 giờ sáng hay là 10 giờ, mà cái lúc này không phải là 6 giờ sáng mà là đang là 10 giờ đêm rồi anh chị. 10 giờ đêm, mình phải tưởng tượng là bây giờ mình đã là 10 giờ đêm rồi ấy, và chúng ta ngồi nghiệm lại xem là ngày hôm nay mình đã hoàn thành công việc gì, xuất sắc kết quả ra sao. Và cứ mỗi việc như vậy mình nghĩ về và mình gửi lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Anh chị đã rõ phần này chưa ạ? Comment giúp Hiền ạ. Yes. Anh chị nào mà chưa nắm cái quy trình mình phải xem lại nhé. Yes. Anh chị có muốn là mỗi ngày mình mở mắt ra ấy, cho tới cuối ngày ấy, mình toàn nhận được những tin tức tốt đẹp không ạ? Muốn thì phải thực hành nghiêm túc nha. Kiên trì, kiên định và kiên nhẫn. Quy luật tập trung có nghĩa là sao anh chị? Quy luật tập trung có nghĩa là anh chị phải tập trung vào cái kết quả mà mình mong muốn, thì cái kết quả đó mới mở rộng và mình thu hút được kết quả đó tới. Nếu mình không tập trung vào cái cách làm hay là vấn đề mà mình tập trung vào kết quả nha. Ok không ạ? Dạ rồi. Và anh chị còn nhớ là chúng ta thực hành cái phương pháp hòn đá nhiệm màu vào buổi tối đúng không ạ? Chị còn nhớ không? Có anh chị nào là mình quên không làm cái phương pháp này không? Vì sao anh chị thấy là một số ngày tâm trạng của mình thức dậy mình cảm thấy là nó không có được vui, mở mắt ra là thấy bên trong của mình hơi quạo quạo rồi, không có vui rồi, mà cũng chả biết là không vui cái gì luôn á, nhiều khi vô thức đến thế luôn anh chị. Anh chị biết vì sao không ạ? Đó là vì tối trước khi đi ngủ ấy mình đã suy nghĩ về những cái điều mà nó không được tốt đẹp rồi,
mình giữ những cái điều nó không tích cực, mình cho năm giác quan của mình xem những cái điều nó không tích cực, nhìn, nghe và nói về những cái điều nó không tích cực, không tốt đẹp ấy, là mình nghĩ về nó, mình cho năm giác quan của mình tiếp xúc về những cái điều đó không tốt đẹp, không tích cực vào trong giấc ngủ của mình. Nên là tại sao cứ kết thúc mỗi ngày ấy, là mọi thứ phải chuyển hóa hết anh chị ạ. Kết thúc mỗi ngày là mọi thứ phải chuyển hóa cảm xúc hết. Mình phải tập trung vào những cái điều tốt đẹp bằng cách là chúng ta sử dụng phương pháp hòn đá nhiệm màu để mình tập trung vào những cái điều tốt đẹp. Được không ạ? Những cái thành công trước khi mà mình đi ngủ anh chị nhé. Yes. Vì sao ạ? Khi mà anh chị đi ngủ nha, là tiềm thức của anh chị nó không có ngủ đâu ạ. Anh chị thấy là các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể của mình ý, vẫn làm việc mà anh chị. Anh chị đợi Hiền một tí xíu nhé. Ok chị ơi, chị nhìn thấy màn hình của Hiền chưa ạ? Chị nghe rõ tiếng của Hiền nói để comment tô giúp Hiền nhé. Ok, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Ok, cảm ơn cả nhà mình ạ. Chúng ta bắt đầu tiếp tục nhé. Anh chị thấy rằng là các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể của mình ấy, khi mà anh chị đi ngủ ấy, thì các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể của mình ấy vẫn làm việc mà, đúng không ạ? Mình ngủ nhưng mà tiềm thức của mình không có ngủ anh chị ạ. Yes, trong giấc ngủ ấy thì tiềm thức của anh chị vẫn đang làm việc và vẫn đi thu hút cho anh chị những cái nguồn lực đến với mình. Nên là buổi tối trước khi đi ngủ ấy thì anh chị suy nghĩ cái gì vì là quan trọng nha. Quan trọng lắm anh chị. Tối trước khi đi ngủ ấy anh chị suy nghĩ cái gì thì nó sẽ kiến tạo nên cuộc đời của mình trong ngày hôm sau. Nên là mình cần phải làm chủ cái tâm trí của mình nhé. Yes. Trước khi đi ngủ ấy, thực hành phương pháp hòn đá nhiệm màu để luôn suy nghĩ về những điều tốt đẹp trước khi ngủ nhé. Bao nhiêu trong số anh chị đã rõ cái phần này comment tô giúp Hiền ạ. Yes. Khi mà anh chị làm cái điều này thì buổi sáng ngày hôm sau khi mà anh chị dậy trong một cái tinh thần nó rất là sảng khoái, rất là vui, rất là hạnh phúc thì mình mới tiếp tục thu hút những cái thành công mới đến với mình được nha. Sáng khi thức dậy anh chị biết là đầu xuôi thì đuôi lọt, nên là ngày đầu, ngay cái ngày đầu ấy sáng mới thức dậy ngay, nên là đầu ngày lúc sáng vừa mới thức dậy là nó cực kỳ là quan trọng luôn. Chúng ta phải có tâm trạng thật sự là tốt đẹp đầu ngày bằng cách là hành phương pháp buổi sáng nhiệm màu. Ok không ạ? Mình sẽ tập trung vào những cái điều mình cảm thấy là biết ơn, chạm vào cái gì cũng biết ơn hết ấy. Vừa mở mắt ra là bước chân xuống giường ấy là mình bảo sao ạ? Cuộc đời, cảm ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy, tôi lại có thêm một ngày nữa để yêu thương, nở một nụ cười thật là tươi. Sau đó là mình chạm vào cái gì cũng cảm ơn cái đó. Đó là mình đang sống cái lối sống tỉnh thức đó anh chị. Đúng ạ. Đánh răng thì biết ơn hàm răng của mình đã giúp cho mình nhai thức ăn, nuôi sống cơ thể của mình. Rửa mặt thì biết ơn làn da của mình. Có nghĩa là lúc này mình đang làm chủ tâm trí của mình đó.
để rèn luyện cái lối sống tỉnh thức và tập trung vào những điều biết ơn mỗi sáng. Bởi vì nếu như anh chị để cho tâm trí của mình nó vẩn vơ ấy, trí của mình nó cứ vẩn vẩn vơ vơ ấy, lơ bơ phất phơ ấy, cái thói quen cũ làm hay nghĩ đến những cái điều nó không tích cực ấy, nên là mình để cho nó vẩn vơ một hồi là nó kéo mình đi vào những cái điều không tích cực lúc nào không hay luôn anh chị. Y chang như cái kiểu đó là anh chị dẫn con cún đi dạo ấy. Ở đây có anh chị nào mình nuôi thú cưng không? Anh chị nào mình nuôi con cún con không? Giống như các kiểu mà anh chị dẫn con cún đi dạo ấy. Con cún nó kiểu đi đâu nó đi ấy, mình chạy theo nó. Nó chạy xuống ao bơi thì chẳng nhẽ mình cũng chạy theo nó xuống ao bơi hay sao ạ? Mình là chủ mà, thì mình phải biết được là cái gì tốt và cái gì không tốt, cái gì nên ăn và cái gì không nên ăn. Và mình phải là cái người kiểm soát cuộc đi dạo, chứ không phải là con cún của mình. Anh chị đồng ý không ạ? Cũng như vậy, trong cái thời gian đầu ấy, mình rèn luyện chính cái tiềm thức của mình trong cái thói quen mới nào đó, thì mình cần phải có cái sự kiểm soát, chứ không là nó sẽ quay lại con đường cũ đó ạ. Mình phải kiểm soát tiềm thức của mình. Buổi sáng ấy, thay vì là hồi xưa là hay suy nghĩ về những điều nó không tích cực, nhưng mà bây giờ mình kiểm soát đi trên con đường của mình chọn. Yes. Chỉ cần thấy là lãng lãng rẽ sang đường khác là giật dây kéo về liền anh chị. Giật dây kéo về liền. Có anh chị nào ở đây là mình lựa chọn con đường sự thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc là con đường về nhà của mình không ạ? Có không anh chị ơi? Hay là anh chị chọn con đường làm chăm chỉ, cần mẫn mà không có tiền ạ? Mình phải làm chủ, kéo tiềm thức của mình về liền. Yes. Ngày xưa ấy, sáng mở mắt ra đi rửa mặt, nhưng mà tâm trí thì suy nghĩ không biết là công việc ngày hôm nay làm sao đây, không biết làm được không, là phải ngay lập kéo về liền nha anh chị. Kéo về liền, không không không, về đây về đây về đây, đang rửa mặt biết ơn làn da của tôi đấy, phải kéo về vậy đấy anh chị. Ok không anh chị? Trong thời gian đầu, tại vì thói quen cũ ấy nó hơi nhiều, nên là mình cần phải kiểm soát rèn luyện lại nha anh chị nha. Tại vì là buổi sáng của anh chị là cái buổi sáng nhiệm màu. Khi mà buổi sáng của anh chị là buổi sáng nhiệm màu rồi ý, mình làm chủ chính mình, tập trung vào những cái điều biết ơn rồi ý, thì bắt đầu mọi thứ được diễn ra rất là vi diệu luôn anh chị ạ. Hay lắm anh chị, đầu xuôi thì đuôi lọt anh chị. Đây là cái thói quen mà giúp cho anh chị có được cái lối sống tỉnh thức hơn. Thân tâm trí hợp nhất là một đó anh chị. Mình tập trung vào cái việc mình làm thì trí tuệ được sinh ra nha anh chị nha. Cái hồn mình một nơi, thân mình một nẻo ấy, nó không tập trung vào cái việc mà mình làm ấy là thôi xong luôn nha. Khi mà mình đã dắt bụi phép màu cho ngày mới rồi ấy, là mình sống rất là tập trung nha. Ngày hôm đó ấy, mình làm cái gì nó cũng trong tỉnh thức hết anh chị ạ. Yes. Ví dụ như mỗi lần mà trước khi mà lên Zoom ấy, Hiền cũng dắt bụi phép màu. Trước khi lên xe đi ra đường ấy, Hiền cũng dắt bụi phép màu. Trong mọi hành động mà mình làm ấy, mình đều dắt bụi phép màu để cho mọi thứ được thuận lợi, mọi vấn đề được loại trừ hết, và mình kêu gọi cái sự tập trung của mình về cái sự tỉnh thức trong cái việc mà mình làm anh chị ạ. Ok không anh chị? Yes. Anh chị rèn luyện nha, vì đây là cái bí kíp đó anh chị, ứng dụng thử đi. Thì anh chị sẽ thấy được cái cuộc đời của mình ấy nó tuyệt vời như thế nào nha anh chị nha. Ok không ạ? Yes. Và anh chị nào mà mình muốn loại bỏ những cái thói quen, những cái niềm tin không hỗ trợ cho cái sự thành công và giàu có ấy, thì đây là gốc rễ nha anh chị nha. Đây là gốc rễ đó anh chị. Để mình xây dựng cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc ấy, thì đầu tiên mình cần phải nhận thức được đâu là những niềm tin nó đang kìm hãm mình. Niềm tin về tài chính ấy, sau khi mình phát hiện ra ấy, thì mình cần phải loại bỏ đi những niềm tin đó. Và mình cài đặt lại cho mình những niềm tin mới của người thành công. Khi mà anh chị cài đặt lại những niềm tin mới của người thành công ấy, thì từ bên trong cái kết quả nó mới hiển lộ ra bên ngoài được. Và ngoài cái việc mà mình ứng dụng lòng biết ơn ấy, thì mình cũng cần phải thay đổi cái tư duy gốc rễ từ bên trong, thì mình mới có cái sự thành công nối tiếp thành công. Còn nếu như mà mình ứng dụng lòng biết ơn, mình có tiền nhưng mà sau đó mình không biết cách quản lý tiền, không biết gia tăng nhân giống đồng tiền ấy, thì các anh chị cứ có tiền rồi lại không có tiền. Nên là anh chị muốn cái sự thành công của mình nó phải nối tiếp thành công ấy, thì anh chị cần phải làm một cái quy trình trong nhóm rèn luyện thân tâm trí để chúng ta nâng cao cái nhiệt kế tài chính trong tâm thức của mình lên. Yes. Và nếu như anh chị nào ở đây ý, mình đã nhiều năm nay mình cũng đã cố gắng làm thật là nhiều, thay đổi nhiều công việc rồi,
nhưng mà không biết sao mình không giữ được tiền. Tiền nó cứ vô túi. Tiền nó vô túi rồi nó cũng đi ra. Thì anh chị nên tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ. Đây là gốc rễ luôn, chứ không là tốn thời gian lắm luôn anh chị ạ. À, bây giờ thời gian qua rồi, không có lấy lại được. Nên là hãy trân quý cái thời gian, công sức, tiền bạc của mình. Yes, hãy chọn học theo người thành công, thành công luôn anh chị ạ. À, đừng trải nghiệm mất thời gian nữa anh chị. Mình từng trải qua rồi, mình đã có những cái niềm tin giới hạn về tiền bạc, về cái sự thành công và giàu có. Nhưng khi mà Hiền được làm cái bài tập, cái quy trình này, nó đã giúp cho Hiền nhận biết được là à, mình đang có những cái niềm tin giới hạn này, và chính những cái niềm tin này nó đang kéo mình lại và khiến cho mình không có nhiều tiền hơn. Có tiền cũng không có giữ được tiền. Và sau đó thì Hiền cài đặt lại những cái niềm tin mới, gia tăng nhiệt kế tài chính bên trong tâm thức. Thì thu nhập của Hiền gia tăng lên gấp đôi và tiếp tục gia tăng. Yes. Nên là Hiền hiểu rất là rõ cái quy trình này nó quan trọng như thế nào trong cái lộ trình mà anh chị xây dựng tự do tài chính. Ok không anh chị? Anh chị mà không tham gia mình tiếp tục tốn thời gian thôi. Tỷ phú Warren Buffett nói rằng là sao ạ? Đầu tư cho bản thân là đầu tư có lợi nhất. Nên là Hiền thật lòng khuyên khuyên anh chị nên ra cái quyết định tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí để mình được làm cái quy trình này, để mình loại bỏ đi những cái hạt giống nó không tích cực. Và sau khi mà loại loại bỏ xong ấy thì tiếp tục anh chị được làm cái quy trình khai phá con người phi thường bên trong. Có nghĩa là làm cái quy trình điểm C đó anh chị. Đây là cái quy trình giúp cho anh chị có thể chạm được vào tiềm thức của mình, giúp cho anh chị trải nghiệm trên chính cơ thể của mình luôn. Để từ nay về sau, anh chị có thể dùng tiềm thức của anh chị thu hút mọi điều mà anh chị mong muốn. Tiếp sau đó là gì ạ? Tiếp sau đó là anh chị làm cái quy trình khai phá sức mạnh. Đó là quy trình cá chép hóa rồng. Ok không ạ? Cái quy trình này giúp cho anh chị bứt phá hoàn toàn cơ thể của mình luôn anh chị. Có lộ trình thành công từ A tới Z nha anh chị nha. Yes. Bao nhiêu anh chị đã rõ cái phần này thì comment tô giúp Hiền ạ. Có lộ trình từ A đến Z, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 như thế nào? Cho các anh chị làm luôn. Và nếu anh chị muốn khai phá để mình có thể là thay đổi hoàn toàn bộ niềm tin của mình ý, để hướng tới cái sự tự do tài chính, thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc ý, thì anh chị phải làm những cái quy trình này. Hiền rất là khuyên các anh chị, nếu như mình đã trải nghiệm ở ngoài kia đủ rồi ý, bao năm nay trải nghiệm đủ rồi, thì anh chị hãy cho phép mình tham gia vào nhóm rèn luyện trung tâm trí của câu lạc bộ để mình được làm cái quy trình này anh chị nhé. Yes, siêu tuyệt vời luôn. Rồi ok, vậy thì ngày hôm nay Hiền sẽ cùng anh chị chúng ta cùng nhau thực hành cái phương pháp niệm màu số 14 thằng nhé. Khi phương pháp niệm màu số 14, đầu tiên đó là cảm thấy mình thật là hạnh phúc, viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc, viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn, đọc lại danh sách với mỗi điều hạnh phúc, hãy nói cảm ơn và cảm ơn. Và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. Và buổi sáng hãy lướt qua trong đầu những kế hoạch cho ngày hôm đó, cho đến buổi tối và cả lúc đi ngủ. Với mỗi kế hoạch hay sự kiện, hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Hãy tưởng tượng bạn đang nói cảm ơn vào cuối ngày, khi đang cực kỳ biết ơn vì ngày hôm ấy thật hoàn hảo. Sau khi thể hiện lòng biết ơn với tất cả những kế hoạch diễn ra suôn sẻ trong ngày, kết thúc phương pháp nhuộm màu này bằng câu nói và cảm ơn cho những tin tức tốt lành đến trong ngày hôm nay. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhuộm màu trong tay và nói từ nhuộm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Ok không anh chị ơi? Ok nhé. Vậy thì bây giờ Hiền sẽ cùng anh chị chúng ta cùng nhau thực thi phương pháp nhuộm màu số 14 này nhé. Được chưa ạ? Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã đồng hành cùng với Hiền trong ngày hôm nay được không ạ? Cảm ơn anh chị rất là nhiều ha. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. I love you. Thank you.